Sau đó hãy nắm bàn tay của người bên cạnh. Nào, tay trái hoặc tay phải đều được, nắm lên và giơ lên. Chúng tôi nghĩ rằng đây là truyền thống, đây là một điều tốt đẹp của người Việt, chia sẻ và yêu thương. Dù chúng ta là ai thì chúng ta cũng đều là người Việt, và chúng ta luôn luôn mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với những người xung quanh. Giơ tay lên, nắm tay người bên cạnh nào. Tôi sẽ ghi lại hình ảnh này. Nắm đi, nắm đi. Nhớ vào Facebook của tôi nha. Giơ cao lên nào. Và bây giờ, khi tôi nói Tiger Remix, các bạn sẽ cùng hô đánh thức mùa xuân. Và chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau để cùng đánh thức mùa xuân, đánh thức những điều tuyệt vời nhất, và chúc cho một năm mới thành công. Chuẩn bị đây, giơ lên. Tiger Remix, đánh thức mùa xuân. Bên này Tiger Remix, đánh thức mùa xuân. Bên này Tiger Remix, đánh thức mùa xuân. Tất cả nào, Tiger Remix, đánh thức mùa xuân. Chúng ta yêu các bạn, bắt đầu. Chúng ta yêu tay của mình. Yeah. Yeah. Và bây giờ chúng tôi dành tặng các bạn một khoảnh khắc đặc biệt. Ai có điện thoại hãy lấy điện thoại ra. Hãy ghi lại hình ảnh, ghi lại hình ảnh đặc biệt này đêm nay. Một hình ảnh mà chúng tôi nghĩ rằng không phải lúc nào chúng tôi cũng có cơ hội được chia sẻ với các bạn, và không phải lúc nào các bạn cũng có thể tận hưởng được những giây phút đặc biệt này. Hãy cùng xem đó là gì, chắc chắn sẽ vô cùng thú vị. Và bây giờ hãy cùng chào đón món quà đánh thức mùa xuân. Hay không đây? Wow, nhìn cái điện thoại nhìn nào. Một dàn luôn. Ôi giời.